thưa quý vị, cuộc đua thử thách Red Bull X Alps 2015 đã bắt đầu, tin từ Zalbert nước Áo. Trong cái nóng tột đỉnh, 32 vận động viên đã dấn thân vào cuộc đua lần thứ 7 của Red Bull X Alps tại Zalbert vào ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 5. Đây là một trong những cuộc đua phiêu lưu khắc nghiệt nhất thế giới. Trong cái nóng tột đỉnh, 32 người vận động viên đã dấn thân vào cuộc đua lần thứ 7 của Red Bull X Alps tại Zalbert vào Chủ nhật ngày 5 tháng 7. Đây là một trong những cuộc đua phiêu lưu khắc nghiệt nhất thế giới, trong đó những vận động viên phải đi bộ hoặc bay qua 1.038 km từ dãy núi Alps của châu Âu từ Sauber đến Morocco trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Đây là một chuyến đi ngoạn mục với gần 100 km đi bộ qua các địa hình núi non hiểm trở chỉ trong một ngày hoặc phải bay lên độ cao hơn 4.000 m. Cuộc đua này đòi hỏi một mực độ chịu đựng rất cao về thể chất mà còn phải có kinh nghiệm của một chuyên gia. Cuộc đua vào năm 2013 là cuộc đua có kết quả nhanh nhất với 10 vận động viên đến từ Monaco. Chiến thắng trong năm 2013 đã được đoạt bởi Christian Maurer đến từ Switzerland trong 6 ngày 23 tiếng và 40 phút.